Nên nghe thông tin là vô dẹp hai con kỳ lân nha cô chú anh chị ơi. Đẹp không chị? Đẹp không? Quá đẹp ha. Dạ. Xin lỗi cô. Sao? Con nghe bữa nay là vô dẹp hai kỳ lân này á cô. Mà là bảo vệ từ đây tới trưa là dẹp hai con này nè. Dẹp hai con này. Không, như là cái chuyện ngày hôm qua đó là nó gắt gối lắm. Nhưng là chị có clip không? Bốn con kỳ lân mà như là nó tùm lum chuyện hết. Dạ đúng rồi. Nói chung về cái đó thì tụi con cũng không biết, thì nếu mà có gì tụi con biết sẽ quay clip gửi đến cho cô xem. Dạ tới trưa là con nghe nó dẹp hai con này. Dạ hai con này. Mắt cái hai con này là từ ngày hôm qua giờ là biến căng thẳng. Nó lăn đủ thứ nè. Dạ đúng rồi, căng thẳng lắm. Dạ, qua cô cũng có coi clip cô biết không? Dạ. Như là tự chuyện quay là căng thẳng gì hả nè? Hả? Đúng rồi. Dạ. Thì bên đây là một con kỳ lân này á, là ngày hôm qua nay mình cũng có quay clip rồi. Đây là một con kỳ lân đực. Bên kia là con cái nó đang ôm con. Con này là tượng trưng là nó là tượng trưng đen quy nó đúng mà cứ để qua mình đây quay con kỳ cục của quên kỳ lân chứ. Con này dữ lắm mà giỏi, nhìn thấy là giỏi dữ lắm rồi. Cái này là cái bằng đá này là đá đỏ nguyên khối. Cái này là bốn người kia không nổi á. Mà cái này đâu phải là cái luôn nguyên khối mà. Cái này đâu phải đá thịt anh. Không, thịt anh. Như là của cô Năm ngày hôm qua nghe thịt anh. Cô Năm vô ngày hôm qua thịt anh. Thịt anh, cái thịt anh dù trời nắng cái nào ha. Anh em gà vô vậy đó. Mát lạnh luôn á. Đúng rồi. Thịt anh là nó có giá trị lắm nha. Còn cái này là thịt dừa. Thịt dừa hả? Thịt dừa nó dặm nước đá cũng ngon lắm. Cái gì? Nói lớn. Anh lại đây. Anh nói gì? Lại đây. Anh nói cái gì? Hắn lên nói tôi nghe coi. Thạch gì? Nói tôi nghe. Thạch gì? Vừa đó. Vừa hả? Tưởng đâu nói thạch gì nó chết luôn à. Đây thì từ đây đến trưa là hai con kỳ lân này là không có xuất hiện hay nữa. Là dẹp hả? Dẹp bỏ luôn phải không? Thông tin của anh Huy đúng không? Không, thông tin là từ sáng giờ. Bữa sáng vào bảo vệ xuống là đồ dẹp hai kỳ lân này đó. Đồ dẹp hai con này. À, là dẹp đi đâu ta biết, có biết không? Không, cái đó là không biết, chắc trả về nơi sản xuất nó quá. Anh biết ngày hôm qua là để trên mộ cậu là sợ như là nó nặng quá, nặng cái chân nên là giờ xuống đây, mà giờ xuống đây là như sao, cái đường này đường đi là nó dướng víu nên là bắt buộc đó là phải hai cái máy phải đặt ra làm dây sắt dùng máy cũng không ta gì vậy giống thằng nước Việt Nam không. Là chuyển qua là mới có mấy cái chuyến kỳ lân này nè, như giờ xuống là cái mộ cậu mẹ nữa ha, bữa nay chủ nhật khán giả tới thăm cậu quá trời đông luôn. Đá này đá khối mà. Quá trời đông mà cũng một là có một mâm cơm chay thì mà chúng xong rồi mới đi ăn ra cô chú ơi. Mấy con có cạnh cô chú ở nhà mình cũng phải nhờ mấy cô xuống ở dưới bếp làm đồ cho thiết bị. Thì biết mấy con hậu phương.
Quá trời đông luôn. Bữa nay chủ nhật đông quá. Giờ này bắt đầu đông dần dần rồi đó. Đông, với lại qua vụ mà kỳ lân á. Cái ông sùm bữa nay khán giả người ta cũng đi lên đây ta coi coi sao. Xe hơi buổi kia quá trời thấy không? Mấy bữa nay cũng nghe nói là dẹp hai kỳ lân này, biết có đổi hai kỳ lân trắng cho cậu không nữa. Nói đổ được rồi, kỳ lân trắng đẹp. Dạ cái cạnh mẻ bên bên kia đó con, bên đây, bên đây nè. Đây là kỳ lân nè, không biết lát nữa còn xuất hiện ở đây không hay là đi vô khu bảo tàng mình không. Thằng này nghe nó là bảo vệ xuống xử lý nên dẹp á. Có chú nào mà muốn ngắm. Hôm nay cô Năm muốn lên ta. Thì cứ lên tiếng anh em mình dắt qua bên bên qua tại đàn. Đúng rồi. Đổ về đây thắp hương cho cậu rất là đông luôn. Chào anh nhé. Đi 3 giờ sáng. Là tới đây 8 giờ. 8 giờ tối. Khán giả cũng tới nữa cô chú anh chị. Những cậu quá trời đông. Bữa nay là hai đứa con ở nhà đúng không? Bữa nay tiểu có nghe ông chú nàng ở chút xíu.